Trong tuần qua, một thông tin được nhiều cơ quan báo chí đưa tin cho biết, cơ quan thuế chính thức quản lý hộ kinh doanh trên bản đồ số tại 5 tỉnh thành từ tháng 8. Theo đó, từ ngày 1 tháng 8 đến hết năm 2023, Tổng cục Thuế sẽ triển khai chức năng bản đồ số hộ kinh doanh tại 5 cục thuế: Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình. Theo đại diện Tổng cục Thuế, bản đồ số hộ kinh doanh sẽ góp phần quan trọng hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách. Một thông tin nữa cũng được các báo quan tâm trong tuần qua là việc Bộ Tài chính thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra thêm 10 doanh nghiệp bảo hiểm trong cuối năm 2023. Các báo dẫn lời lãnh đạo Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm cho biết, theo kế hoạch được duyệt, những tháng cuối năm 2023, Cục sẽ tiếp tục tiến hành thanh tra kiểm tra chuyên đề bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 5 doanh nghiệp bảo hiểm và kiểm tra 5 doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cũng trong tuần, thông tin tích cực về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 7 tháng có sự chuyển biến rõ nét, tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2022, đã được nhiều cơ quan báo chí quan tâm đưa tin. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm 2023 tăng 3,88% so với cùng kỳ về tỷ lệ và 80.777 tỷ đồng về con số tuyệt đối. Tuy nhiên, vẫn còn 40 bộ và 24 địa phương giải ngân đạt dưới tỷ lệ trung bình cả nước.